Trước tình hình tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ quét, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ. Tổ chức kiểm tra rà soát các trọng điểm có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các đơn vị đứng chân trên địa bàn, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. Các đội bay tìm kiếm cứu nạn đường không, bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống khi có lệnh. Các cơ quan đơn vị có biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bộ đội và vũ khí trang bị khi đi làm nhiệm vụ. Chủ động bảo đảm hậu cần kỹ thuật, xuất cấp vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Các cơ quan đơn vị, báo chí và các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động của bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn.